Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 9 tháng 9, khi phát hiện nguy cơ sạt lở trên địa bàn thôn, nhưng do không có sóng điện thoại để thông tin với chính quyền xã, nên 17 hộ dân với 115 nhân khẩu ở thôn Khao Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà đã chủ động di chuyển lên một khu đất gần đó để dựng lán trú ngụ tạm thời. Chiều nay, phóng viên Thu Hường đã tiếp cận được với bà con nơi đây và gửi những hình ảnh đầu tiên về cho chúng tôi. Không có, có nhà báo muốn tí phỏng vấn em ấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau 3 giờ đồng hồ di chuyển qua đường rừng rất là khó khăn, thì chúng tôi đã tiếp cận được với vị trí lán trại của 17 hộ dân thôn Kho Vàng, bà con đang tránh trú ở nơi đây. Và tới thời điểm này thì tất cả các hộ dân đều an toàn và khỏe mạnh. Trước đó, nắm bắt được thông tin khu vực Khâu Vàng có nguy cơ bị sạt lở, chính quyền địa phương đã giao trưởng thôn chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, kịp thời di chuyển người đến nơi an toàn. Trưởng thôn đã vận động các hộ lên khu vực đồi sản xuất cách thôn tầm 1 km, dựng lều trại tránh trú an toàn. Do mất liên lạc thông tin những ngày trước đó, thôn bị cô lập nên không nắm bắt được các hộ đang ở đâu. Đến trưa ngày 11 tháng 9, các lực lượng đã tìm thấy người dân. Hiện nơi ở cũ đã bị cô lập, nguy hiểm. Các hộ vẫn ở lại lán tránh trú. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ để bà con tránh trú an toàn. Sáng nay ngày 13 tháng 9, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp nhận ủng hộ của bạn đọc báo Dân Chí ủng hộ tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai. Thay mặt bạn đọc báo Dân Chí, Tổng biên tập báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ với những mất mát về người, tài sản mà Lào Cai đang phải gánh chịu trong đợt lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng vừa qua, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 2 tỷ đồng của bạn đọc báo Dân Chí giúp người dân vùng thiên tai Lào Cai dần ổn định cuộc sống. Tiếp nhận hỗ trợ, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc báo Dân Chí dành cho địa phương, khẳng định tỉnh sẽ sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn. Cũng trong sáng nay, Ban vận động cứu trợ tỉnh tiếp nhận 1 tỷ đồng ủng hộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến nông sản Hiếu Hưng, 50 triệu đồng của công ty cổ phần Sông Đà 9, 70 triệu đồng của Cục Thuế tỉnh Lào Cai, 100 triệu đồng của Sở Lao động Thương binh và Xã hội hỗ trợ nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai. Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam đã đề nghị và được sự chấp thuận trên nguyên tắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phối hợp cùng tỉnh xây dựng lại nhà ở cho 37 hộ dân thôn Làng Lụt. Qua đó nhằm chia sẻ những đau thương mất mát với bà con nhân dân thôn Làng Nụ, xã Phúc Khánh sau trận lũ quét lịch sử, làm nhiều người chết và mất tích, cùng nhiều người bị thương, nhiều gia đình mất nhà cửa, ruộng vườn, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra làm việc về công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét vào chiều 12 tháng 9. Theo đó, công trình nhà ở sẽ được xây dựng tại khu quy hoạch mới cùng một số công trình phụ trợ như nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình cung cấp nước sạch, giúp các hộ dân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Mọi công việc sẽ được tiến hành khẩn trương nhất để phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 31 tháng 12 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Quỹ Tấm Lòng Việt cũng xin được kết nghĩa và bảo trợ lâu dài cho người dân thôn Làng Nủ. Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ ban hành quyết định về việc bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024, hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai khắc phục thiệt hại. Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ hỗ trợ tỉnh Lào Cai 150 tỷ đồng và tỉnh Yên Bái 30 tỷ đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho hai tỉnh khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ổn định đời sống người dân. Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân hai tỉnh có trách nhiệm phân bổ cụ thể và sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Tính đến nay, tỉnh Lào Cai có 246 người chết, mất tích, bị thương, hơn 9.000 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Tỉnh Yên Bái 50 người chết, mất tích và hơn 23.500 nhà bị ảnh hưởng. Theo thông tin từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Simacai, trong 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9, huyện Simacai đã tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm cho người dân vùng lũ với khối lượng khoảng 10 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm các loại. Ngoài lương thực thực phẩm, còn có một số đồ cứu hộ, cứu nạn như cano, áo phao, xuồng, quần áo, chăn màn, xà phòng, bột giặt.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Simacai đã khẩn trương phân loại, cấp phát 6.000 suất hàng cứu trợ đến bà con ở các thôn bản bị thiệt hại do mưa lũ, những hộ có nhà bị sập đổ, những người phải di chuyển đến nơi tránh trú. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm tới thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình có người tử vong, bị thương do sạt lở đất. Là một trong những huyện chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, huyện Simacai đã trân trọng cảm ơn sự sẻ chia hỗ trợ của các nhà hảo tâm, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của những tấm lòng vàng để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống. Công đoàn ngành y tế đã tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ các đơn vị y tế và đoàn viên ở các địa phương bị thiệt hại nặng do hoàn lưu của cơn bão số 3. Công đoàn ngành y tế đã trích 30 triệu đồng từ quỹ để thăm hỏi chia sẻ khó khăn với các đơn vị y tế và gia đình cán bộ y tế bị ảnh hưởng, thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 tại huyện Bát Sát và Bảo Yên. Động viên cán bộ, nhân viên y tế các cơ sở tạm thời khắc phục khó khăn để sớm trở lại hoạt động bình thường. Đồng thời đề nghị các công đoàn cơ sở huy động hỗ trợ đoàn viên dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 16 cơ sở y tế bị thiệt hại, khoảng 200 gia đình cán bộ y tế bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3. Thưa quý vị, ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, nhiều lực lượng đã có mặt tại hiện trường, cùng hiệp đồng phương án tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt. Triển khai công việc từ sớm nhưng nghỉ muộn vì nhân dân quên mình, các đội tìm kiếm đang chạy đua với thời gian với mong muốn tìm kiếm nhanh nhất những nạn nhân xấu số. Chia thành từng tốp, dùng gậy dò dưới lớp bùn đất rộng cả nghìn mét vuông, hay men theo bờ suối, dùng tay bơi móc từng vật cản để tìm kiếm thi thể. Từ hôm qua đến nay, sư đoàn 316 quân khu 2 đã phát hiện được 7 thi thể dưới đống bùn này. Rất là thương tiếc cho những thi thể mà thiên tai đã gây ra. Đấy là bọn em cũng rất là nỗ lực cố gắng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ mà chỉ huy phân công. Đấy, tích cực tìm kiếm thi thể, những thi thể đã bị mất tích ạ. Những người mà em tìm thấy, có những người cũng không được còn lành lặn. Chỉ tìm thấy như hôm qua bọn em chỉ tìm thấy một bộ phận đùi của các thể nạn nhân thôi, rất là thương tâm. Triển khai tất cả các phương án để tìm nạn nhân mất tích, nhưng chú trọng nghiệp vụ này là lực lượng hỗ trợ rất hiệu quả cho công tác tìm kiếm của các chiến sĩ biên phòng. Có nghiệp vụ là tìm kiếm, là phát hiện nguồn hơi, sau đây chúng tôi sẽ báo cáo cho chỉ huy trực tiếp, là báo cáo lượng chức năng để tiến hành đào bới tìm kiếm. Có tới 650 người tham gia tìm kiếm, gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ. Dù giao thông chia cắt, nhưng họ vẫn nỗ lực hết mình. Thực tế hiện trường tìm kiếm khá phức tạp, chỉ huy lực lượng phải liên tục thay đổi phương án để đạt được hiệu quả. Dù rất khó khăn vất vả, nhưng các đơn vị đang phối hợp chặt chẽ, bởi họ hiểu rõ tình quân dân trong lúc hoạn nạn. Cũng tổ chức lực lượng tiếp tục đưa lực lượng lên, để bố phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương để giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống và khắc phục hậu quả, động viên nhân dân bằng những cái tình cảm của quỹ của quân khu và của bộ quốc phòng để chúng tôi giúp đỡ nhân dân. Sau những bữa ăn tạm, giờ nghỉ trưa chớp nhoáng, các chiến sĩ lại chia ra các khu vực tìm kiếm, chạy đua với thời gian, mong tìm thấy sớm nhất những nạn nhân xấu số dưới lớp bùn dày để thân nhân của họ vơi bớt đau thương. Theo công ty điện lực Lào Cai, tính đến 7 giờ sáng nay, 88% khách hàng sử dụng điện trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ được cấp điện trở lại. Trong đó, các huyện Bảo Thắng, Sapa, Mường Khương, Văn Bàn hầu như đã có điện. Hiện 131.245 khách hàng được khôi phục cấp điện trở lại. Số trạm biến áp đã cấp lại điện lưới là 1.169 trạm. Tại khu vực thành phố Lào Cai, cơ bản các xã phường đã được cấp điện trở lại. Hiện nay chỉ còn khu vực xã Tà Phời và Hợp Thành đang gặp khó khăn do gãy đổ một số cột điện 35 kV. Điện lực thành phố Lào Cai đang tập trung khắc phục sự cố, kéo đường dây mới. Dự kiến khu vực này sẽ có điện trở lại vào ngày 14 tháng 9. Trên phạm vi toàn tỉnh, công ty điện lực Lào Cai đang huy động nhân lực, máy móc, tập trung khắc phục sự cố, phấn đấu sớm cấp điện trở lại. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh đã chủ động nguồn cung ứng, tăng lượng hàng hóa. Đặc biệt khi cửa khẩu Lào Cai hoạt động trở lại,
Nguồn mặt hàng nhập khẩu rau xanh, củ quả từ Trung Quốc về đã bổ sung lượng lớn cho thị trường và đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện giá bán tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhà phân phối cơ bản ổn định. Giá các mặt hàng tại các chợ tăng nhẹ khoảng 5%. Riêng mặt hàng rau xanh, củ quả đang dần bình ổn. Mức giá tăng từ 10 đến 20%. Thưa quý vị, sau mưa lũ, những khu vực bị ngập có nhiều rác thải, chất thải, vi sinh vật gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường, Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong và sau mưa lũ. Ngay sau khi nước rút và được dọn vệ sinh, Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai đã cử cán bộ đến phun tiêu độc khử trùng môi trường tại các khu vực chợ, khu dân cư và một số tuyến phố trên địa bàn 17 trên 17 xã phường của thành phố. Việc thực hiện phun hóa chất tiêu độc khử trùng sẽ tiêu diệt các loại mầm bệnh đã và đang lưu trữ, phát tán ra môi trường. Lực lượng chức năng cũng tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, huy động người dân vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, dòng chảy, đặc biệt là vệ sinh các khu vực chuồng trại chăn nuôi tại các hộ gia đình, đồng thời xây dựng các clip tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý môi trường, phòng tránh dịch bệnh bùng phát sau lũ. Sau khi mà nước rút ra khỏi nhà, nhà chúng tôi ấy là phải hút toàn bộ cái nước giếng bỏ đi và bỏ thuốc xuống để khử khuẩn và để ăn cho nó an toàn. Muốn không muốn, cái nước là một, thực phẩm là hai, cần phải đảm bảo an toàn vệ sinh. Thì được các anh các chị trên về là phun khử khuẩn cho nhân dân. Đấy là cái mà điều mà chúng tôi rất mong muốn, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân về phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Trung tâm Y tế cũng có một fanpage của Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai thường xuyên hướng dẫn những cái biện pháp để người dân có thể xử lý môi trường sau lũ. Ngoài ra chúng tôi cũng có những cán bộ và có đội ngũ y tế thôn bản hoặc là những tổ trưởng cánh tay nối dài của ngành y tế cũng thường xuyên hướng dẫn trực tiếp tại hộ gia đình và người dân có thể hiểu được hơn về các cách vệ sinh môi trường, khử khuẩn sau lũ và vệ sinh chuồng trại, hạn chế tối đa việc phát sinh dịch bệnh. Trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, tỉnh Lào Cai có nhiều địa phương bị ngập lụt. Chính vì vậy, việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ được ngành y tế cấp bách triển khai. Riêng thành phố Lào Cai có 1.634 nhà bị ngập. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện phun khử khuẩn môi trường như thế này sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ, đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt cho nhân dân. Tin thời sự quốc tế, cuộc đua chức chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền tại Nhật Bản đã chính thức khởi động sau khi danh sách 9 ứng cử viên đã được chốt. Cuộc bầu cử này thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi ứng cử viên giành chiến thắng gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng Nhật Bản do LDP hiện chiếm đa số tại Quốc hội. Theo công bố của Ủy ban Bầu cử LDP, có tổng cộng 9 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào ghế chủ tịch đảng này. Đây đều là những ứng cử viên đã đáp ứng điều kiện cần thiết là phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 20 nghị sĩ LDP. Theo kế hoạch, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 9. Dự kiến, 9 ứng cử viên sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử kéo dài 15 ngày trên cả nước kể từ ngày 12 tháng 9. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đã sơ tán gần 100 người, trong đó có hàng chục trẻ em, từ Gaza đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đây là cuộc sơ tán nhiều bệnh nhân nhất khỏi Gaza kể từ khi xung đột xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái. Các bệnh nhân đã được chuyển tới Abu Dhabi của UAE. Đợt sơ tán này bao gồm 45 trẻ em và 52 người lớn mắc các bệnh như ung thư, tim mạch, dị tật bẩm sinh, các bệnh về máu và thận hoặc bị thương. WHO ước tính vẫn còn khoảng hơn 10.000 người bệnh ở Gaza đang chờ được chuyển đi và nhấn mạnh Gaza cần có một hệ thống vận chuyển bệnh nhân tốt hơn. Theo WHO, ít nhất 1/4 số người bị thương trong cuộc xung đột ở Gaza phải chịu những vết thương thành tật cả đời. Biến đổi khí hậu đang làm tăng khả năng xảy ra những cơn bão mạnh. Nhận định được giới chuyên gia Hà Lan đưa ra sau khi bão Iagi gây ra thiệt hại về người và của tại hàng loạt các nước. Trước đó, khu vực này cũng hứng chịu những cơn bão lớn khác gồm bão Gaimi và bão Sasan. Giới khoa học hiện chưa đưa ra kết luận về biến đổi khí hậu đang làm gia tăng số lượng các cơn bão trong năm nay. Tuy nhiên, có thể thấy rằng sự ấm lên của khí hậu đang tạo ra các điều kiện ảnh hưởng đến việc hình thành những cơn bão.
Trong 40 năm qua, đại dương đã hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt ấm lên do khí thải nhà kính. Phần lớn lượng nhiệt này được giữ gần bề mặt nước và có thể là nhân tố làm tăng cường độ của các cơn bão và tạo ra sức gió mạnh hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.